Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em bài học số 2, một số oxit quan trọng. Bài học ở trước các em học tính chất học của oxit axit, đúng không? Và oxit bazơ. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ học oxit quan trọng của nó. Ví dụ các em học nè, oxit bazơ nha, tính chất học oxit bazơ, nay mình sẽ khảo sát oxit của nó. Đó là canxi oxit. Oxit quan trọng của nó là canxi oxit, hay còn gọi là vôi sống đó các em. Và bài oxit axit thì mình học oxit quan trọng là lưu huỳnh dioxit, là SO2 các em. Vậy thì các em quan sát vô, tôi nói về tính chất học của mỗi oxit trên nha, là các em quan sát. Rồi vậy thì giờ tôi sẽ nói về tính chất học của canxi oxit nha các em nghe này. Canxi oxit kia là CaO, còn gọi là vôi sống đó các em nha. Canxi oxit nó là một oxit bazơ. Vì nó là một oxit bazơ thì các em học rồi, nó có đầy đủ tính chất học của một oxit bazơ. Vậy thứ nhất là gì? Em học rồi, oxit bazơ tác dụng được với nước tạo thành bazơ. Và tác dụng với axit, đúng không? Tác dụng với oxit axit tạo thành gì em? Muối. Và tác dụng axit tạo thành muối và nước. Nhớ kỹ như này. Đó, nếu mà em học bài lý thuyết về oxit bazơ thì học bài canxi oxit rất là dễ, đúng không? Vậy thì đầu tiên là các em, vì nó là một oxit bazơ nên có đầy đủ tính chất học của một oxit bazơ. Vậy thì đầu tiên là nó sẽ tác dụng được với nước nha các em. Tôi viết phương trình nào, CaO cộng với nước thì tạo thành CaOH2 lần. CaOH2 lần còn gọi là nước vôi trong. Nhớ kỹ từ này cho tôi nha, nước vôi trong nha. Đó. Rồi tính chất thứ hai là canxi oxit tác dụng được với oxit axit nha. Tác dụng được oxit axit thì tạo thành muối. Các em có được viết phương trình nha, CaO oxit axit ở đây có thể tôi cho là CO2 nha, hoặc là SO2 hoặc khác cũng được nha các em. Ví dụ này, CaO cộng với CO2 thì tạo thành muối, là tạo thành CaCO3. Đó, vôi sống mà để lâu ngoài nha, vôi sống mà để lâu ngoài mở ra mà không thể em mua vôi về nhà, đúng không, vì nhà sử dụng chẳng hạn, mà em không cột đầu bao này, em mở ra thời gian sau nó sẽ tác dụng với khí CO2, tại trong không khí có CO2 nó tạo thành CaCO3, thì vôi sống này không phải là vôi sống nữa, mà mình gọi là vôi, là đá vôi nha, không còn sử dụng được nữa, sống là còn sử dụng được rồi, vậy là giống như là chết rồi đó ha. Đó, nó biến thành đá vôi, của vôi rất là cực. Hoặc là CaO cộng với SO2 tạo thành CaSO3, đó là canxi sulfit. Đó nha các em, tính chất số 3 tôi muốn nói các em là nó là một oxit bazơ mà, vậy nó có tác dụng được axit. Vậy thì các em coi tôi ví dụ là các em CaO cộng HCl tạo thành muối và nước, tạo thành CaCl2, đúng không? Và nước. Rồi các em cân bằng nha. Đó, 2 clo thì thêm 2 cũng hydro được rồi. Tiếp tục, hoặc tôi không cho tác dụng với HCl nữa mà tôi có thể cho tác dụng axit sulfuric loãng chẳng hạn. Đó, thì phương trình này các em, CO cộng H4 tạo thành CaF4 và nước, tự cân bằng luôn nha. Vậy thì tính chất của canxi oxit thì có 3 tính chất nha, em cần phải nhớ. Và phần tiếp theo các em cần phải nhớ là điều chế nha, hay là các điều chế, hay là sản xuất, hay là vôi sống đó nha. CO rất đơn giản, người ta lấy đá vôi nha, người ta nung lên ở nhiệt độ cao nha. Đó, vậy thì là nung đá vôi ở nhiệt độ cao lên thì thu được vôi sống. Các em coi tôi biết phương trình này, CaCO3 tôi tê độ lên, đúng không, thu được CaO. Đó là cách thu được hay là điều chế được ha, hay là sản xuất vôi sống, là cái phương trình như vậy nha. Nha, CaC3 nhiệt phân lên tê độ lên tạo thành CaO và CO nha. Em cần nhớ kỹ chưa nha. Rồi các em quan sát vô câu số 1 nha. Câu số 1 người ta yêu cầu phải là các em bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong trong mỗi dãy chất sau. Câu đầu tiên các em đó là người ta yêu cầu nhận biết hai chất này là CaO và NaCO. Hai chất này đều là hai chất rắn hết nha các em. Và đây là hai oxit bazơ, đúng không các em? Đó, canxi là kim loại và natri cũng là kim loại hết. Và đặc biệt các em, hai oxit bazơ này đều tan được trong nước. Nhớ kỹ điều này nha. Đó, vậy thì nhận biết làm sao đây? Rồi. Hai bazơ này đều tan được trong nước và tạo thành hai hai bazơ tan hết nha, hai kiềm hết nha. Và ngay cái bài học bài oxit đúng không? Đang học cái oxit thì trong nó khảo sát hai oxit là canxi oxit và lưu huỳnh dioxit, đúng không? Em nhớ nè.
CaO là vôi vôi sống đúng không? Đó, tác dụng với nước tạo thành CaOH hay là tạo thành canxi hydroxide là núm vôi trong đó. Và nhớ là khi em dẫn khí CO2 vào núm vôi trong thì lập tức nước vôi trong này sẽ bị vận động lên, nó có nghĩa là tạo thành kết tủa đó nha. Nhưng mà em dẫn CO2 vào NaOH thì không có hiện tượng đó. Vậy thì em muốn nhận biết CaO và NaO thì em phải thông qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất em cho vào nước để tạo thành kiềm, rồi sau đó em dẫn khí CO2 vào, nó sẽ làm vận động núm vôi trong lên, chính là nó được CaO nha. Vậy thì các em coi tôi trình bày này. Đầu tiên khi nhận biết á, thì em phải nói điều này ha. Sau này những bài nhận biết các em á, nó dài hơn và nó khó hơn ha. Thì em luôn luôn lúc nào phải có cái câu này. Em phải là đầu tiên em phải lấy một ít mỗi chất cho vào mỗi lọ làm mẫu thử nha. Tại vì sao làm điều này? Tại vì em không lấy một ít nữa, khi em thí nghiệm nhiều giai đoạn á, thì em đâu còn chất đâu để em sử dụng, đúng không? Đó. Vậy thì đầu tiên lấy một ít mỗi chất cho vào mỗi lọ làm mẫu thử, làm mẫu thử đánh số thứ tự lên cho các em nha. Rồi bước tiếp theo là các em cho nước lần lượt vào mỗi lọ khuấy đều lên để cho nó tan đã nha. Rồi sau đó này dẫn lần lượt khí CO2 vào mỗi lọ nha, mỗi lọ là sau khi mình khuấy đều đã ha. Lọ nào thấy vận động là lọ đựng đựng gì em, đựng lọ đựng ban đầu là CaO, lọ không có dấu hiệu gì là lọ đựng chất ban đầu là NaO nha các em. Sau đó mình chỉ cần biết phương trình này. Đầu tiên em lấy Na2O em cộng với nước tạo thành NaOH, rồi sau đó em lấy CaO cộng với nước tạo thành CaOH hai lần, rồi sau đó em viết phương trình này NaOH cộng với CO2 tạo thành Na2CO3 và nước, rồi CaOH cộng CO2 tạo thành Ca2CO3 tạo thành chất rắn. Tôi ghi kết tủa các em nha, trong những tên chúng cho em á và nước nha. Đó là những biết được rồi. Định thể phần này tôi nói thêm một chút xíu nha. Cho CO2 vào đây là cho CO2 bắt đầu thì nó tạo thành hai mối trung hòa hết. Nhưng mà nếu mà em dẫn CO2 như vào, nếu mà dẫn CO2 vào như á nha, thì lập tức mối trung hòa sẽ bị tan ra tiếp tục nha. Tôi nói cái phần này nâng cao, các em nào học nâng cao thì để ý chút xíu nha. Sau này rất là nhận biết những cái bài khó sẽ vận dụng vô. À, nếu mà CO2 dư á thì lập tức là em CaCO3 cộng với CO2 dư và cộng với nước trong dung dịch đó thì tạo thành CaHCO3, kết tủa nó bị tan ra lần nữa đó nha các em. Hoặc là Na2CO3 cộng với CO2 cộng với nước tạo thành NaHCO3 luôn nha các em. Đó, lúc này nó chuyển thành muối axit nha các em. Đó, mà nương chừng mà CO2 tác dụng gì hết thì lúc này cái sản phẩm này tạo ra hai muối các em nha. Đó là phần nâng cao các em cần, nếu em học nâng cao em cần thì điều đó vô nha. Rồi tiếp tục đến câu B nha các em. Câu B người ta yêu cầu nhận biết hai khí này đây, khí CO2 và khí oxy. Wow, CO2 nhớ đặc biệt đúng không? CO2 làm gì em? Làm vận động nước vôi trong mới đang ở câu 3 đó các em. Vậy thì rất đơn giản, muốn nhận biết khí CO2 và O2 thì dẫn lần lượt hai khí này qua dung dịch nước vôi trong. Em kỹ hơn em cho chữ dư vô nha, thì tạo mối trung hòa đó nha. Vậy thì đầu tiên dẫn lần lượt mỗi khí trên qua dung dịch nước vôi trong nha. Khí nào làm vận động nước vôi trong là CaOH lần các em. À, là khí CO2 nha. Đó rồi. À, khí không làm vận động nước vôi trong là gì em? Là khí gì? Oxy đó, hay là khí còn lại chính là khí oxy đó, đúng không? Sau đó em viết phương trình CO2 vô, tác dụng CaOH hai lần nha. À, tạo thành CaCO3 và bằng nước, nó thành trình bày nha. Đó, rồi các em trình bày vào. Tiếp tục đến câu số 2 nha các em. Rồi, các em quan sát này. À, hãy nhận biết từng cặp chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học. À, cặp đầu tiên các em là CaO, đó, còn gọi là vôi sống đúng không các em? Và thứ hai là CaCO3, CaCO3 là đá vôi đúng không? Vậy thì nhận biết hai chất này làm sao đây? Đúng không? Hai chất này đều là chất rắn hết các em. Vậy thì rất đơn giản em. Em nhớ này, CaO là vôi sống tan được trong nước. Mà tan được trong nước mà nó còn tỏa nhiệt nữa các em, còn nhiệt rất là lớn các em, mà rất là nóng luôn đó nha. Rồi
tạo thành. Và tiếp tục là CaCO3 các em, CaCO3 đã vui không tan được trong nước nhưng em nhớ kỹ điều này nha. Vậy thì muốn nhận biết hai chất này rất là đơn giản em. Đầu tiên nha, lấy một ít mỗi chất nha, lấy một ít mỗi chất cho vào mỗi lọ là mẫu thử nha các em, đánh dấu chút thứ tự vô các em nha. Rồi cho nước lần lượt vào mỗi lọ nha, chất nào tan được nha, đó chất nào tan được trong nước là lọc được CaO nha, chất nào không tan được trong nước là lọc được CaCO3 nha các em. Đó, em học ngay tính chất bài học canxi oxy đã nói điều này rồi đúng chưa. Sau đó em chỉ cần biết phương trình thôi, phương trình này CaO cộng với nước tạo thành CaH2 lần đúng không, tạo thành nước vô trong đó các em nha. Rồi CaCO3 cộng với nước thì các em có phản ứng không? Không có phản ứng nha các em. Rồi các em chỉ bài học đến câu B nha các em. Người ta yêu cầu mình nhận biết CaO và magie O, canxi oxy và magie oxy đúng không, vô sống và magie oxy nha. Rồi em nhận biết như thế nào, em nhận xét này. CaO hai chất này đều là chất rắn hết nha các em, bởi vì rất là đơn giản các em. Em nhớ là CaO đúng không, là một oxit bazơ, mà oxit bazơ này tan được trong nước. Em học oxit bazơ chương trình lớp 9 em nhớ chỉ cho tôi có mấy, có bốn thôi, gồm gì, K2O, Na2O nha, BaO và CaO tan được trong nước thôi đúng không. Còn magie oxy các em, đây là oxit bazơ không tan được trong nước. Vậy rất đơn giản, muốn nhận biết hai chất này cho nước vào, chất nào tan được trong nước chính là CaO, chất nào không tan được trong nước nha các em chính là magie O nha. Vậy thì mình làm hoàn chỉnh như thế này nha. Đầu tiên lấy một ít mỗi chất cho vào mỗi nọ làm mẫu thử, đánh dấu số thứ tự nha. Có thể bài này thì tôi biết cái này nó hơi dư cho các em một chút xíu nha, nhưng mà sau này các em nhận biết là rất nhiều chất thì em phải làm điều này vô nha. Đó chứ không thôi em nhận biết mấy giai đoạn em chắc đâu em thử được nữa nha. Nhưng mà bài này có thể bỏ câu này được luôn nha, nhưng mà thôi tôi tập làm cho các em kỹ năng này nha. Rồi vậy thì tiếp theo là em cho nước lần lượt vào mỗi lọ nha. Đó chất nào tan được trong nước là lọ được CaO, chất nào không tan được trong nước là lọ được magie O đúng không. Đó sau đó em chỉ cần biết phương trình vào thôi, phương trình nào CaO cộng với nước đó, tạo thành bazơ đúng không, tạo thành CaOH đúng không, nên là em hai lần, còn magie O thì không tác dụng được nữa nha các em. Đó các em trình bày lại rồi, cho hòa tan 20 gam hỗn hợp đồng oxit và sắt ba oxit trong 200 ml dung dịch HCl 3,5 m. Trước tiên tôi tóm tắt cho các em trước này, em quan sát này, tôi ghi này, thì cho biết đây đi, cho biết đây. Rồi hỗn hợp trong đây gồm 20 gam đồng oxit và sắt ba oxit nha. Vậy là m hỗn hợp cái em ghi giới này CuO cộng cho F2O3 bằng 20 gam. Rồi tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 3,5 m. 200 ml đây là thể tích dung dịch nha các em. Em ghi là V dung dịch nha. HCl 200 ml các em đổi ra lít nha các em. 200 ml em đổi ra lít này, chia cho 1000 nha. Tại vì 1 lít bằng 1000 ml mà đúng không? Vậy bằng 0.2. Rồi có 3,5 m. 3,5 m chính là nồng độ mol các em. Nồng độ mol là CM, nồng độ mol của axit bằng 3,5 m. Đó, mol hay là mol trên lít nha. Rất quan trọng trong ngoại hóa này. Rồi. Đây này, nhìn vô đây có một cơ sở tìm được gì em? Tìm mol. Bằng công thức N bằng CM nhân với V dung dịch. Tôi vẫn nói chơi cho các em ấy, N bằng chúng mình về đi đó nha. Đó. Rồi, thì đã yêu cầu các em xác định khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp. Là yêu cầu tìm khối lượng của CuO, khối lượng của Fe2O3 nha. Mà em học rồi, muốn tìm khối lượng phải bằng mol nhân m lớn đúng không? Mol nhân m lớn. Rồi, m lớn tính được thì nhà em, m lớn CuO đồng 64 oxy 16 cộng này bằng 80 đúng không? Rồi, 80 nha. M lớn của Fe2O3 tính được nha các em. Sắt là 56 nhân cho 2 cộng 16 nhân cho 3, em đã được khoảng 160 nha.
M lớn là tất cả đều những đề người ta cho hết, em mà quên cũng không sao hết nha. Vậy thì xử lý bài tập như thế nào, các em quan sát này. Rồi nha. Rồi. Muốn tìm khối lượng của đồng phải tìm được mol, đồng oxit nào và sắt ba oxit phải tìm được mol đúng không? Vậy muốn tìm mol như thế nào đây? Trong đây có một, chỉ có một cơ sở tìm được mol là như em, số mol là HCl. Tôi sẽ tìm mol HCl trước nha các em. Đầu tiên là có, tôi biết số mol HCl là này, bằng công thức CM nhân V dung dịch đúng không? Em lấy 0.2 em nhân cho 3.5 đúng không? Thì em được đáp số bằng 0.7 mol. Đó. Sau đó tôi viết phương trình vào này em. Rồi. Hai oxit này đều là hai oxit bazơ hết, đều tác dụng được với axit nha. Vậy thì tôi viết phương trình vào là CuO đồng hai oxit đó và F2O3 cộng HCl. Mỗi phương trình em trừ cho nó một chồng nha các em. Tạo thành CuCl2. Đá muối và nước nha các em. Đó. Vậy đây là sắt đóng hóa trị 3 kết hợp với clo. Đó. Clo hóa trị 1 và sắt hóa trị 3 chéo xuống nha. Là ba H2O cân bằng nha các em. Hai clo là các em. Đây một clo cho thêm hai. Hai đô đủ này. Một oxy đủ. Một đồng đủ rồi. Để cân bằng nha. Đây hai sắt này em. Đây một sắt cho thêm hai. Đây nhân vô là 62 nhân 3 bằng 6 clo mà đây một clo cần muốn bằng thêm 6 vô. Tạo thành 6 hydro mà đây 2 hydro tôi thêm 3. 3 oxy đủ cho kẻ. Rồi. Thông thường bài hóa dễ là bài toán một, bài toán đơn một như kiện mol mà không phải hỗn hợp các em. Thì em ráp mol vô thì mol còn lại bằng quy tắc cảm xúc rất là dễ đúng không? Nhưng em nhìn nè. Mol HCl này nó không phải ở phương trình này mà nó nằm ở cả xảy ra ở hai phương trình. Đó, mol HCl tham gia phản ứng nè. Nó nằm phương trình này mà. Có nghĩa là mol ở chỗ này cộng mol chỗ này với bằng 0.7 mol. Đúng không các em? Vậy thì mình không thể biết nó bằng bao nhiêu mol được. Vậy thì nè, nhớ nè. Nếu mà cái bài các em nó bài toán hỗn hợp mà mol mà em không biết thế vô chỗ nào, vậy thì bài toán đó tôi khuyên các em nên giải hai lần. Nha. Có một trường hợp vẫn giải theo chương trình lớp 8 được, nhưng mà làm lớp 8 của em sau này lớp 9 hoặc đại cấp 3 các em cũng không thể giải. Nha. Nó làm theo khối lượng một lần trừ đi mol, trừ đi gọi hết là mol, cái này xin cái mol này không phải phải trừ hết rồi làm ngược ở đây nó rất là dài nha. Vậy tôi sẽ giải cách khác, tôi sẽ giải bài này bằng giải hết phương trình hai ẩm hết và đi đúng không? Vậy thì tôi các em quan sát này, muốn tìm được khối lượng này phải tìm được mol và mol này. Vậy thì tôi đặt đây là số mol của CuO, tôi đặt là x mol, rồi số mol của F2O3 tôi đặt là y mol, rồi tôi dùng quy tắc tam suất nha các em, rất là đơn giản. Nhân chéo chia ngang, lấy x nhân 2 nó chia về đây, số tỷ lệ đây là 1 này, đúng không? X nhân 2 chia 1, vậy là bằng 2x, đúng không? Và thích ở đây được, nhưng mà không sử dụng, tôi không sử dụng viết luôn. Y nhân 6 chia 1, vậy là 6 y mol. Đó, giờ tôi lập cho các em coi nha. Ta có, đây phương trình. Các em chưa làm quen được thì tôi sẽ làm rất chậm cho các em coi ha. Đó, sau này tôi sẽ không có làm bước này nữa đâu, nha. Giờ tôi nói phân tích đầu tiên này. Đây là phương trình số 1, phương trình số 2 nha. Số mol HCl này em nằm ở hai phương trình, và tôi lấy mol HCl của phương trình số 1 cộng số mol HCl của phương trình số 2 nha, thì bằng tổng số mol HCl nha. Số mol HCl là 0.7 nha. Đó, tôi có thể đi 0.7 đồ cho nên được chưa? Rồi. Tôi nói về khối lượng hỗn hợp còn lý chưa rồi nha. Khối lượng hỗn hợp có nghĩa là gì? Là khối lượng của CuO cộng cho khối lượng của Fe2O3 bằng 20 kg. Nghe em? Rồi, giờ tôi xử lý bài tập nào em? Mol HCl của phương trình số 1 là 2x, của phương trình số 2 là 6y. Đó, đúng không? Mol này cộng mol này bằng 0.7, một phương trình nha các em. Đó. Rồi, khối lượng CuO, em nhớ này. Khối lượng CuO bằng mol CuO nhân M lớn CuO. Mol CuO mình đặt là gì? X M lớn CuO là 80, vậy là bằng 80 nhân đây. Đó, bằng mol nhân M lớn này. Rồi tiếp tục khối lượng Fe2O3 bằng mol của nó là Y, M lớn của nó là Fe2O3, M lớn Fe2O3 là 160 này. Vậy là 160. Em bằng 20. Lúc này các em rút máy tính này. Máy tính nào cũng được nha các em. Máy tính em xài Casio, Vinco đều cũng được hết. Nha. Em bấm phím này. Nếu cái phím này giải hết phương trình hai ẩn, cái này có hai ẩn thôi. Em bấm này, bấm mod 5, em bấm số 1. Nghe em.
Vinachom cũng bấm vậy luôn các em nha. Em bấm móc 51, cái em thấy không? Có trên hàng này mới tính nó xuất hiện ra một cái hàng đó A B C giới nằm hàng giới là 1 2 ha. Vậy thì đầu tiên là A1 bằng bao nhiêu? A1 là số hàng này. Số 2. Em nhập số 2 vào. Đến 2 bằng. Nó chạy bằng nó chạy đến B. Em đặt B này này, số 6 này. Số 6 bằng. Em bằng nó cái nó chạy đến C, đặt đánh cộng cho vậy rồi. Nha. Em đánh bằng nó chạy xuống dòng thứ 2. A2 đó, A2 là khoảng 80. Đánh 80 bằng. Sau đó em tiếp tục lên đến chạy đến B2, đặt 160 bằng. Tiếp tục chạy đến này C2 đánh 20 bằng. Em bấm bằng ra. Trên máy tính nó cho các em là 1/20 x bằng 1/20 các em. X bằng 1/20 các em muốn đổi ra số thập phân em rất đơn giản, em bấm SD các em. Đổi ra bằng 0.05. Sau đó tiếp tục em bấm bằng ra nó cho y bằng 1/10. Em bấm SD này nó đổi ra cho các em 0.1. Ô, quá đẹp đúng không em? Vậy thì nhẹ nhàng rồi. Vậy thì tìm khối lượng của C vuông nhẹ không? Bằng mon nhân m lớn nhé. Mon của nó là mon nhân m lớn mà mon là x này em. Đó, vậy thì bằng 0.05 nhân bao nhiêu em? 80. Đáp số bằng bao nhiêu em? 4 k. Dạ. Tiếp tục tôi tìm khối lượng của Fe2O3 bằng mon nhân m lớn 0.1. Mon này, mon của nó là y mà y là tính 0.1, m lớn của nó là 160. Đó, vậy thì bằng 16 k. Hoặc em có thể làm cách khác em. Em có thể chọn cách khác. Hoặc em làm như vậy. Fe2O3. Em lấy khối lượng hỗn hợp em là 20. Em trừ đi 4 nha. Cũng bằng nhau em 16 k. Nhanh. Rồi. Tiếp tục đến bài số 4 nha các em. Bài số 4 là đề ta cho này. Cho 2,24 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn tác dụng vừa đủ nha các em. Với dung dịch 200 ml dung dịch pH lần sản phẩm là BaCO3 và nước nha. Người ta yêu cầu viết phương trình và tính nồng độ mol và tính khối lượng chất kết tổ thu được. Vậy trước tiên tôi tóm tắt đề cho các em nha. Đầu tiên là tôi cho biết nè. Cho biết các em. Thể tích khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn là bằng 2,24 lít các em. Ồ, cái này sẽ tìm được mol các em. Ở điều kiện tiêu chuẩn tìm được mol. Rồi, ý tiếp theo, tác dụng 200 ml dung dịch là V dung dịch nha các em. Đây là V dung dịch gì em? Bari hydroxit nha các em. Đó, 200 ml các em đổi ra bằng 0.2 lít các em. Nhớ, ml đổi ra lít chia cho 1000 các em. Rồi, sản phẩm thu được BaCO3 và nước. Yêu cầu câu A là mình yêu cầu viết phương trình ha. Rồi, câu B, tính nồng độ mol. Đó, dung dịch bari hydroxit đã dùng. Nồng độ mol các em học rồi, CM. CM thì bằng N chia V dung dịch của nó. Chia V dung dịch của nó nha. V dung dịch chọt có rồi này em, 0.2 lít nè đúng không? Chỉ cần tìm được mol thôi. Rồi, tiếp tục tính khối lượng kết tủa. Ở đây khối lượng chất kết tủa là gì em? Rồi, vậy trước tiên ha. Trẻ cái này ra trước tiên. Rồi, các em quan sát này. Tôi chừa đây một vài dòng để có khả năng tìm mol nha. Tôi nói về câu A là phương trình nha. CO2 tác dụng với bari hydroxit nha. Cho sản phẩm luôn là BaCO3 và nước. Em thấy bài tập này đặc biệt là thấy thế là lạ gì không? Viết phương trình tự nhiên cho sản phẩm nha. Người ta cho bài là có ý nghĩa các em. Thông thường các em làm bài tập á, sản phẩm các em phải tự viết đúng không? Người ta đâu cho, nhưng mà bài này cho vì tôi giải thích này. Khi mà CO2 á tác dụng với bari hydroxit đã có trường hợp này nhá em. Nó xảy ra mối này, bari hydro carbonat này đóng ngoặc. Đây gọi là mối axit này. À, đó, đây là mối axit. Có khả năng xảy ra mối axit sinh ra mối axit và có khả năng sinh ra mối trung hòa. À, và có khả năng bà có thể sinh ra cả hai mối luôn. Đó, mối trung hòa và mối axit thôi. Đó nha. Sau này các em học chương trình nâng cao tôi sẽ đề cập kỹ này cho các em nha. Vì thế tôi nói như thế là tại sao cho sản phẩm, tại vì nó khả năng sinh ra nhiều muối, muối trung hòa axit của cả hai muối. Vì thế người ta cho sản phẩm cho các em nha các em. Đó, vậy thì giờ tôi xử lý bài tập này ha. Vậy câu C yêu cầu đến khối lượng chất rắn được, đây là nước nè. Vậy chất rắn này chính là BaCO3 nha. Rồi chất rắn nó kết tổ xuống, tôi ghi mũi tên cho các em nha. Rồi, bài này yêu cầu đến khối lượng của BaCO3 nha các em. Mà khối lượng em học rồi
khối lượng thì bằng mol nhân m, m lớn đúng không? N nhân m, m lớn thì được các em nha. Bao nhiêu? 137 đúng không? Carbon là 12 đúng không? 12 này. Oxy là 16 nhân 3 vậy bằng 40 mấy? 48. Vậy đáp số bằng 197 gam. Các em. Đó. Vậy thì em nhìn nào. Muốn tìm được nồng độ mol bali hydroxit phải tìm được mol của nó. Và muốn tìm khối lượng chất rắn cũng phải tìm được mol. Thấy không? Vậy thì muốn tìm được hai cái nghi kiện này thì phải tìm được mol của hai này. Mà muốn tìm mol chắc ăn phải thông qua gì? CO2. Đây là một bài toán đơn, phải đoán đơn, phải đoán một chữ kiện mol đơn giản, đúng không? Vậy thì bước đầu tiên các em tìm mol CO2 là chữ. Mol CO2 thì bằng V chia 22.4. Em thấy vô 2.24 chia 22.4 các em được 0.1 mol nha các em. Đó. Rồi, sau đó mình dùng quy tắc tam suất để tìm các chữ kiện mol còn lại ha. Rồi. Vậy thì bài này là thức cân bằng nha em, một bari một này ha. 3 với 1 là 4 oxy này, 2 với 2 là 4, 1 carbon đủ này, 2 rô nha, tự cân bằng. Tôi lập tỷ lệ mol ra 1 mol, đây là 1 này em, nó không ghi gì nhưng mà 1 mol, nha, tỷ lệ 1 mol hết. Đây, 1 mol luôn á. Giờ tôi muốn tìm mol của hai này phải thông qua CO2 0.1 mol. Dùng quy tắc tam suất này em, quy tắc tam suất là quy tắc gọi là nhân chéo trên nghe. Ở quy tắc này là học trong chương trình lớp 7 toán thi 1 này em, đúng không? Đó, đại lượng tỷ lệ thuận á nha. Nhân chéo chỉ nghe 0.1 nhân 1 chia 1 bằng 0.1 mol nha. Rồi 0.1 nhân lên 1 mà chia phải đến đây nha, chia 1 cũng bằng 0.1 mol. Đó. Tỷ lệ 1:1 có nghĩa là ăn có nhiều tôi có bao nhiêu đó nha. Vậy thì mình làm đến câu B là các em. Trả lời ra nồng độ. Nồng độ mol bari hydroxit nha. Đã dùng là CM của bari hydroxit bằng N chia cho V. N của nó này em, N là 0.1 chia cho V dung dịch của nó này em, nhớ ml đổi ra lít nha. 1 chia 2 bằng 0.5 mol trên lít, hay ký hiệu là M lớn nha các em. Đến câu C, yêu cầu đến khối lượng chất rắn thu được, rắn thu được chính là này em. Trả lời ra khối lượng BaCO3 à, hay là khối lượng chất rắn thu được là MBaCO3 thì bằng mol nhân M lớn. Mol là 0.1 này em, M lớn này em 197. M lớn các em phải tự tính nha các em nha. Vậy thì đáp số bằng 19.7 gam.